Rồi xin thân ái mến chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước à. Rồi hôm nay thì vườn của bạn Nam ha. Có tiếp tục quay lên quay giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai chơi Tết năm 2023 ha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Thì vườn của bạn Nam hôm nay giao lưu ha, chỗ thơm nhớ nhung. Cô chú anh chị mình mua loại nào thì cô chú anh chị mình xem qua ha, coi cây nào ưng ý thì ủng hộ giùm bạn Nam ha. Không làm mất thời gian cô chú anh chị mình nữa, mình giờ gặp luôn bạn Nam ha. Bạn Nam chào giới thiệu về giao lưu ha. Rồi bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giảm nhung với giảm hôm hết cô chú anh chị. Rồi rồi thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa ha. Thì giờ đầu clip là một cây giảm hôm hết cô chú anh chị đó, để hú hay như một cái hú đang nằm này cô chú anh chị. Nguyên cũ luôn cô chú anh chị ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 1N. Rồi mã số 1N nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 8 ha. Rồi thân cũ là được 14, chiều cao là được 54, tán ngang là 52. Rồi cái này mã số 1N thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 350.000 thôi ha. Rồi 350.000 là bao ship cô chú anh chị mình về chơi ha. Cái này là về cô chú anh chị mình là chuẩn Tết 2023 luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây nha. Rồi em xuống cây ha. Rồi tiếp theo mã số 2N cô chú anh rồi, chị ha. Tiếp theo mã số 2N. Những cây này đa phần đều ghép là được 2 mùa, 2 mùa rưỡi đến 3 mùa cho cô chú anh chị mình nha. Rồi là cây dẻo hôm hết cô chú anh chị. Nguyên cái cũ nè cô chú anh chị thấy không? Quá trời cái cũ ha. Rồi thông số luôn bạn ơi. Rồi hoành thân của cây là được 8 ha. Hoành cũ là được 16. Rồi cây này tạng khá đẹp ha. Chiều cao 45, tán ngang 56. Rồi rồi cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 370.000 ha. Rồi 370.000 ha. Rồi là mã số 2N. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 3N. Rồi tiếp theo mã số 3N là một cây dẻo nhung hết cô chú anh chị. Cây này tàn khá lớn cô chú anh chị ha. Đế cụ đế nè, cũng khá là quái hết cô chú anh chị. Rồi đo thông số luôn ha. Rồi hoành thân của cây là được 7, hoành cũ là được 16, chiều cao là được 46, tán ngang 54. Rồi rồi cây mã số 3N giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 350 nha cô chú anh chị. Rồi 350 ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số. Rồi tiếp theo là mã số 4N. Rồi rồi 4N cũng là một cây dẻo hôm hết cô chú anh chị. Rồi đế khá là quái luôn nè, đế rồng ha. Nguyên cái lằn đế này cô chú anh chị không, nguyên cụ đế ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi đo thông số luôn. Rồi hoành thân có cây là được 8.5 ha, hoành cũ là được 19, chiều cao 42, tán ngang 50. Rồi cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400 ha. Rồi 400.000 ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 5N. Rồi 5N cũng là một cây dẻo hôm cô chú anh chị. Tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Yeah, một củ khá là lớn luôn ha. Cái này là mình chưa đôn đế lên cô chú anh chị ha. Mình đôn lên củ nó còn giữ nó cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân là được 8. Rồi hoành cũ là được 15, chiều cao của cây là được 54, tán ngang là được 56. Rồi rồi cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 370.000 ha. Rồi 370 ha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 6N. 6N là một cây dẻo nhung hết cô chú anh chị. Rồi cụ đế cũng khá nè cô chú anh chị ha, rất là dễ thương ha, như con thú đang nằm quẹo qua luôn cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 7.5 ha. Rồi hình cụ đế là được 15. Rồi chiều cao là 49, tán ngang là 54. Rồi rồi cái này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 370.000 nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi rồi tiếp theo mã số 7N. Rồi 7N là một cây dẻo nhung. Rồi cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đế rồng đẹp đó cô chú anh chị. Đó, đế còn rồng lượng cô chú anh chị ha, nó nu 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 lên luôn ha. Rồi bình thân là được 7 ha. Rồi hình cũ đế là được 17. Rồi chiều cao là 46,
tán ngang là 54. Rồi cái này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 400 ngàn ha. Rồi 400 ngàn bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. 400 ngàn là mã số 7N. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Rồi tiếp 8. Theo là mã số 8N là một cây dở hơm. Cái này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đế đẹp luôn cô chú anh chị mình. Thân nó lắc nè cô chú anh chị, mình dậm thân lắc ha, rất là đẹp nha. Rồi, bên thân là được 6 ha. Ở nguyên cái củ đế con rồng 4 lượng cô chú anh chị ơi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 lượng cô chú anh chị ha. Rồi, cái hình củ đế con rồng này ha, được 26. Cái này về á cô chú anh chị mình thay vô trồng mỹ nghệ ha, mình đôn cái đế lên cô chú anh chị ha. Nè. Hả? Nè, nguyên cái củ đế dưới nè cô chú anh chị ha. Tại cái này mình lắp phân lên cao cao một tí cho cây nó mạnh ha cô chú anh chị. Chiều ha. Cao 40. Chiều cao là 50. Chiều cao 50 cô chú anh chị. Tán ngang 55. Rồi. Rồi cái này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 450 ha. Rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 9N. 9N. 9N là một cây dở hơm hết cô chú anh chị. Cái này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn đẹp đế quái luôn cô chú anh chị ơi. Ồ, thân lắc nữa nè cô chú anh chị ha. Đó, thân lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nguyên cái củ đế nè cô chú anh chị mình dòm ha. Rồi nhìn mê cái củ đế luôn hết cô chú anh chị. Rồi, quá trời cái củ đế. Quỳnh thân là được 8. Phần củ đế là được 18, cái này nó đang nó nơm hết cô chú anh chị. Nè, nó sổ xuống nè. Đế như con thú nè cô chú anh chị nè. Đó, hai rồi. Chân bên đây bên kia hai điều chân nè cô chú anh chị. 47. Rồi. Tán ngang là 55. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 450.000 ha. Rồi. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 10N. Rồi tiếp theo 10N là một cây dẻo hơm hết cô chú anh chị. Tàn quá trời lớn luôn. Rồi, cái này là đế nó sơ bỏ bỏ ra nè cô chú anh chị ha, cũng khá là dễ thương ha. Dạ, đế nó sổ ra ha cô chú anh chị. Nè, nó sổ ghẻ ra nè cô chú anh chị ha, củ đế ở giữa nè ha. Rồi. Rồi, bình thân là được 7. Rồi, hoành đế nơm là 21 ha. Cao là 52. Tán ngang là 55. Cây đang phát triển nè, cô chú anh chị mình dòm ha, đi đọt nè ha. Rồi, cựa gà nè. Lên điều gan này ha, dảo lúc gà lên cựa gà được rồi cô chú anh chị mình ha. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 400 ha. Rồi. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 11. 11N. Rồi. Là một là cây dẻo hơm luôn hết cô chú anh chị. Tàn kháo luôn cô chú anh chị ha, dễ thương ha. Rồi nguyên cái củ đế dưới nè, nó cũng bỏ ra nó nơm dưới nè cô chú anh chị nè. Nè, ghẻ nè ha, nè. Bỏ nè, nó bỏ đều luôn cô chú anh chị ha. Nè. Đó, đây nữa nè. Đó, nó bỏ đều rang ra luôn cô chú anh chị ha. Nó tròn dình đây nè, nó bỏ đều luôn cô chú anh chị ha. Rồi, quanh thân là được 8. Rồi. Chiều cao là 37, tán ngang 52. Rồi. Rồi cái này em cũng xin giao giúp cô chú anh chị mình giá là 350 ha. Rồi, 350 ha, rồi, mã số 11N. Rồi, 11N. Rồi, mã số 12N. Rồi, 12N. Cũng là một cây dẻo nhung ha. Cái này tàn khá đẹp cô chú anh chị ha. Tàn lầm luôn. Rồi. Củ đế nè cô chú anh chị ha. Đó, con thú con rồng nè cô chú anh chị ha. Rồi, qua chú đi. Đó, rất là đẹp không cô chú anh chị. Rồi, hoành thân của cây là được 7 ha. Hình củ đế là được 19. Chiều cao là được 42. Cái này tàn lùng lực ha cô chú anh chị. Tán ngang là 52. Rồi cái này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 450 ha. Rồi 450 ha. Rồi thì cây số 12N là cũng là một cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Để ủng hộ trong các clip trước nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094. Rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là vườn của bạn Nam ha, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh cũng như là bạn Nam. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.